giọt mưa năm nay xôn xao để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này xa xa, phố xa thanh thang mong ai về mơ lúc vai kề vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng dù trong đêm thơ lung linh cơn mưa lâu, mưa dây mãi làm gì giọt sơ. Ở trái tim cô đơn ta còn hãy nở nụ cười để thấy cơn nghe tình yêu vẫn có đôi. Đã đưa bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù có phố đông. Người yêu ơi em biết không, vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha. Giọt mưa năm nay sao sao để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình này xa xa, phố xa thanh thang mong ai về mơ lúc vai kề vẫn thấy miên man từng đêm những cơn mê. Nhẹ nhàng dù trong đêm thâu lung linh cơn mưa lâu, mưa dây mãi làm gì giọt sơ. Vâng, em xin chào các bác đã quay trở lại với cửa âm thanh Michael Audio. Tiếp tục về thêm được những chiếc đẩy hàng bãi xịn các bác nhé. Sultana model CA9, một dòng rất là nổi tiếng của Mỹ nha các bác nhé. Hai kênh, công suất rất là lớn để cho các bác chơi 2:30, 2:40, côn 76. Quả nó là tiếng quá là hay đúng các bác nhé. Hiện tại thì các bác đang được thưởng thức là em đang đánh 4:30 các bác nhé. Nhưng mà công suất đạt có 9 giờ thôi nhưng mà tiếng lên nó quá là phê luôn ạ. Em đang chơi với 2:30 đây. Tín hiệu thì từ laptop các bác nhé. Từ laptop đi vào. Đó. Em đang đấu song song luôn ạ. Hôm nay thì bên em về thêm được vài chiếc thôi. Hàng rất là đẹp các bác nhé. Đây còn nguyên giấy bóng bọc đây. Phải nói là quá là khỏe luôn các bác nhé. Khỏe hay, dòng đẩy 5 vị mạch. Nói chung là về chất âm thì không phải bàn rồi. Về cái chất âm với lại cái thứ là cái độ bền bỉ của nó thì rất là tuyệt vời luôn. Với dòng đẩy CA9 này, 900W một kênh với 8 ohm, 1300W với 4 ohm các bác nhé. 36 sò, 5 vị mạch, 12 tụ, chạy 2 quạt. Đây các bác nhìn đẹp không ạ? Phải máy phải nói là rất là đẹp. Lô trước về cách đây cũng gần một tuần thì hết hàng, thì bên em lại tiếp tục lấy được thêm một chút nữa. Em đã từng đi lắp cho các bác với những dòng loa bass 40 này. Đấy, thêm một đôi 25 full luôn các bác nhé. Nhưng mà quá thoải mái công suất để mà đánh. Nó rất là hay, tiếng ra sạch. Sultana nổi tiếng của Mỹ các bác nhé. CA9. Vâng, em cũng xin thông báo một chút, đó là về được thêm vài chiếc thôi. Các bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ sớm với bên em qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Hàng thì không có số lượng đó, một đồng 100% nhé, 20cm luôn ạ. Nói chung là kiếm được những cái lô máy đẹp như này thì phải nói là hiếm luôn các bác nhé. Ok, cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.